Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tú Online sẽ gửi tới các bạn hai ván đấu của hai danh thủ hàng đầu của Việt Nam và Trung Quốc. Trong ván cờ đầu tiên, một ván đấu chung kết vừa kết thúc cách đây trong ít phút trong khuôn khổ của giải cờ tướng tranh cúp Phương Viên năm 2023, một giải cờ tướng lễ hội của Việt Nam. Giữa bên đỏ đi tiên là danh thủ số 1 của làng cờ tướng Việt Nam, Lam Phương Công Tử Đại Lý Huynh và người cầm mền đen là danh thủ hàng đầu của miền Bắc, Hà Văn Tiến. Xin mời các bạn cùng đón xem. Trong hai ván cờ đầu tiên của đôi bên thì có tỷ số hòa. Và đây là ván đầu thứ 3 khi mà anh Huynh sẽ cầm bên đỏ đi tiên. Ván cờ bên đỏ đi tiên có 6 phút tích lũy 3 giây, bắt buộc phải chấp hòa. Bên đen có 4 phút tích lũy 3 giây. Xin kính mời các bạn cùng đoán xem nếu hòa là bên đỏ thua. Trận đối đầu giữa pháo đầu Tam Binh của danh thủ Đại Lý Huynh và bình phong hậu thủ của danh thủ Hà Văn Tiến. Đánh trong buổi chiều ngày 5 tháng 3 năm 2023. Chi吃 吃 吃 吃 将军
Trong bối cảnh còn ít thời gian, bên đen cho thoái mã về, mã bang thoái 5. Các bạn thấy ngay trong hình cờ trên thì bên đen huynh hoàn toàn có thể cho thoái mã về để bắt cây ngay. Tuy nhiên trong thực chiến của trận cờ, anh huynh lập tức cho phương án cờ tướng 4 tiến 1. Bên đen cho chạy mã đi và tiếp theo phần cờ cho thu pháo về để bắt cây. Và sau vị cờ trên thì bên đen buông cờ xin thua và tranh thủ lại Lý Huynh giành chức quán quân của giải cờ tướng lễ hội Phương Viên 2023. Các bạn thấy ngay chạy mã đi thì bị bên đỏ cho bình pháo qua thôi, bắt chết xe. Hình cờ trên thì bên đen rõ ràng là thua. Như vậy kênh Học Cờ Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Sau đây xin kính mời các bạn đón xem một ván cờ cũng rất hay. Đây là ván đấu của danh thủ vương thứ nhất. Danh thủ số 1 Trung Quốc sẽ cầm bên đỏ đi tiên và danh thủ Hoàng Trúc Phong cầm bên đen. Đây là ván đấu cho vòng 8 của giải cờ biên tái năm 2022.吃 吃 吃 Tới hình cờ trên thì bên đen của danh thủ Hoàng Trúc Phong đã buông cờ xin thua trong bối cảnh đó. Các bạn thấy ngay chạy xe đi thì bên đỏ hơn quân và ưu thế lớn về sau. Có trong bối cảnh có cho tiến xe bắt xe thì rõ ràng là bên đỏ đơn giản cho bình pháo qua thôi để bắt lại xe.
đồng thời trấn thủ luôn con mã của bên mình, hình cờ hơn quân và ưu thế rất nhiều dành cho ngoại tinh lê khách. Như vậy kênh học của tướng Lai vừa kể tới các bạn hai ván đầu trên, hai ván cờ hay của danh thủ Lại Lý Huynh trước Hà Văn Tiến trong chung kết của giải cờ tướng Phương Viên 2023 và một ván cờ đỉnh cao của danh thủ Vương Thứ Nhất khi đọ sức cùng Hoàng Trúc Phong. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.